chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 9 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên tiếp tục tăng hạng chỉ số PCI và PGI. Hơn 400 doanh nghiệp lắp điện áp mái. Thực hiện nhiều giải pháp cải thiện chất lượng môi trường. Sắp xếp cán bộ dôi dư trong sáp nhập đơn vị hành chính. Thưa quý vị và các bạn, tin vui đối với tỉnh Hưng Yên, trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023, tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 12 cả nước, là năm thứ 3 liên tiếp tăng hạng. Đối với chỉ số xanh cấp tỉnh PGI, Hưng Yên tăng tới 10 bậc, lọt vào top 5 cả nước. Đây là thông tin từ lễ công bố chỉ số PCI và PGI năm 2023 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tham dự buổi lễ và lên nhận kỷ niệm chương cho địa phương trong top 10 chỉ số PGI toàn quốc. Đối với chỉ số PGI, năm 2023, Hưng Yên đạt tổng điểm 69,09, xếp thứ 12 cả nước, tăng gần 1,2 điểm và tăng 2 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hưng Yên có sự tăng điểm và tăng hạng chỉ số PCI. Trong bối cảnh điểm trung vi của cả nước năm nay tăng 1,44 điểm, tức là tất cả các địa phương đều có sự nỗ lực rất lớn trong cuộc đua chỉ số PCI, thì sự tăng điểm tăng hạng này của Hưng Yên cho thấy năng lực quản trị điều hành nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự cải thiện rõ rệt, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trước tiên là xin chúc mừng Hưng Yên đã có một năm có thể nói rất thành công về phát triển kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhân dân nhìn vào Hưng Yên những thời gian gần đây cũng đều rất là ngạc nhiên, quan sát thấy những sự chuyển động rất tích cực. Và điều đó đã được phản ánh ngay trong cái khảo sát đánh giá và báo cáo về PCI và PGI năm 2023. Chúng ta thấy đây là năm thứ 3 liên tiếp, Hưng Yên liên tục có sự thăng hạng và năm nay tiếp tục thăng 2 bậc, đứng thứ 12, tức là thuộc top đầu của quốc gia về môi trường kinh doanh, về chất lượng điều hành kinh tế. Trong 10 chỉ số thành phần, có 6 chỉ số của Hưng Yên tăng điểm so với năm trước, 4 chỉ số còn lại có sự giảm điểm nhẹ. 6 chỉ số có sự tăng điểm là chỉ số gia nhập thị trường, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền tỉnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Có thể nói là trong những năm gần đây thì chỉ số PCI của Hưng Yên tăng rất là cao. Song hành với việc đó thì chính quyền địa phương cả dân vào cuộc tích cực, trong đó có cả hệ thống chính trị và nhân dân, thì cái tăng trưởng của Hưng Yên không những PCI không mà GDP của Hưng Yên cũng tăng rất là cao, từ thu ngân sách rồi thu nhập bình quân đầu người. Cái kết quả này thì đó là sự phấn đấu nỗ lực của chính quyền địa phương làm sao để song hành và đồng hành với các doanh nghiệp, tất cả những khó khăn của doanh nghiệp đều được phải tháo gỡ. Hai là khi mà các doanh nghiệp về tỉnh thì phải tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp. Hiện nay thì tỉnh nào cũng phấn đấu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để mời gọi, để thu hút đầu tư, thì tỉnh nào cũng thế, thì các tỉnh đều tăng thì mình cũng như thế, thì cái tăng này là phải thì nó rất là khó khăn, các cái điểm số rất cạnh tranh rất là khó khăn, thì mình phải có một cái gì đó đột biến cao hơn nữa. Khi doanh nghiệp về thì đầu tiên phải làm mặt bằng, thì tỉnh Hưng Yên sẵn sàng có mặt bằng, đó là các khu công nghiệp rất sẵn sàng chờ đợi mời gọi các doanh nghiệp. Hai là cái khâu là thủ tục hành chính, thì chúng tôi cũng chỉ đạo các ngành khi mà đầy đủ hồ sơ này thì trong ngày thì phải chính trình chính quyền địa phương để cấp cái chứng nhận đầu tư đó. Đấy, thì làm sao để cho các doanh nghiệp về Hưng Yên được thuận lợi nhất và thuận lợi hơn nữa. Đối với chỉ số xanh PGI lần thứ 2 được công bố, Hưng Yên đạt 24,59 điểm, xếp thứ 4 cả nước, tăng 10 bậc so với năm trước. Cả 4 chỉ số thành phần của Hưng Yên đều tăng điểm và có 3 chỉ số nằm trong top 10 cả nước là chỉ số giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai xếp thứ 9. Chỉ số thúc đẩy thực hành xanh xếp thứ 4 và chỉ số chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ xếp thứ 2. Tại buổi lễ, tỉnh Hưng Yên được tôn vinh trong nhóm 10 địa phương có chất lượng quản trị môi trường tốt nhất. Hưng Yên không chỉ có môi trường kinh doanh tốt mà còn khẳng định là rất quan tâm đến xu thế phát triển xanh để giữ vững một Hưng Yên xanh và giàu mạnh. Và với kết quả là đứng thứ 4 toàn quốc năm nay trong xếp hạng PGI thì có thể nói đây là một thành tích rất tuyệt vời. Mong rằng Hưng Yên của chúng ta sẽ tiếp tục vừa giữ được sự phát triển kinh tế, vừa giữ được môi trường
vừa giữ được hình ảnh một Hưng Yên xanh và thịnh vượng. Chủ trương của tỉnh là không thể đánh đổi kinh tế để lấy môi trường. Bởi lý do nếu mà chúng ta không bảo vệ môi trường hôm nay thì mai sau sẽ bỏ ra rất nhiều lần các kinh phí để xử lý môi trường đó. Khi mà môi trường không đảm bảo thì ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Và chính vì lý do đó thì chủ trương của tỉnh là đưa tất cả các doanh nghiệp về các khu công nghiệp và cụm công nghiệp để đảm bảo môi trường. Các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp trước khi hoạt động thì phải xây dựng được một cái khu xử lý nước thải trước, và rác thải thì phải được thu gom một cách hoàn chỉnh. Báo cáo BCI và BGI năm nay được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 11.000 doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ninh năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng BCI và cũng xếp thứ nhất về chỉ số BGI. Năm nay, VCCI tiếp tục chỉ công bố top 30 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất nhằm giúp chia sẻ áp lực với các địa phương phía sau, khuyến khích sự tập trung và nỗ lực đối với nhóm dẫn đầu. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có gần 450 tổ chức cá nhân và doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà hay còn gọi là điện mặt trời áp mái. Được biết, công suất lắp điện mặt trời được tính bằng megawatt-peak hoặc kilowatt-peak có được khi trời nắng. Khai thác được điện năng từ năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt sản xuất, giảm áp lực cho ngành điện, nhất là vào những tháng cao điểm, đồng thời góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1506 phê duyệt đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, khuyến khích các hộ dân, cơ quan, công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản tự tiêu theo quy định tại quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2045, tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên toàn tỉnh đạt khoảng 1.407,6 MWp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy hộ gia đình, đơn vị kinh doanh tư nhân đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ưu tiên thực hiện đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tại khu vực hành chính, giáo dục, y tế nhà nước theo lộ trình từng giai đoạn. Tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, với yêu cầu đảm bảo toàn bộ lượng điện mặt trời phục vụ 100% cho nhu cầu sử dụng tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 theo dự báo, tình hình cung ứng điện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 7. Nguyên nhân do phụ tải tăng thêm từ các khu cụm công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh và sự phục hồi trong sản xuất của doanh nghiệp. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho nhu cầu của khách hàng sử dụng điện nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất giúp cho phát triển kinh tế của tỉnh, thì việc tiết kiệm điện là rất quan trọng. Đây là các thiết bị máy móc cũ, hao tốn năng lượng đã được doanh nghiệp này thay thế mỗi năm. Dù hai năm nay, ngành may gặp nhiều khó khăn do đơn hàng giá thấp do việc đầu tư các máy may, máy cắt mới góp phần tăng năng suất, giảm tiêu hao năng lượng điện được đơn vị rất quan tâm. Nhắc nhở anh chị em đảm bảo được tiết kiệm điện cũng như là cái an toàn. Ngồi làm thì mình dùng và khi mình rời khỏi chỗ thì mình phải cắt điện, cố gắng tập trung trong giờ để không phải tăng giờ. Bởi vì cái thời gian mà cái tăng giờ thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái tiền điện vào giờ cao điểm. Thì lãnh đạo là công ty là cũng đầu tư mua sắm để thay thế những cái cũ để tiết kiệm điện. Hệ thống biến tần này không chỉ giúp cho các thiết bị máy móc hoạt động được bền hơn mà còn góp phần vào việc tiết kiệm điện cho doanh nghiệp. Với đặc thù của doanh nghiệp dệt sợi phải hoạt động nhiều dây chuyền tự động và 3 ca liên tục nên rất tốn kém điện. Mỗi tháng công ty phải chi phí gần 200 triệu tiền điện. Vì vậy mà nếu tiết kiệm điện thì sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Ứng dụng cái công nghệ inverter vào cho các cái thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất ấy. Về mặt kỹ thuật thì cái biến tần nó sẽ cải thiện rất tốt cho cái lưới điện, giúp nâng cao cái hệ số cốt phi và giảm các cái tổn thất vô công khác. Mới đây, công ty dệt sợi Mùng 8 tháng 3 đã đầu tư 4,5 tỷ đồng để làm hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 3,13 megabit. Dự kiến đến giữa tháng 5 này, khi đi vào hoạt động, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ giúp cho công ty tiết kiệm được khoảng 20% tiêu hao nhiên liệu điện mỗi tháng. Chúng tôi đầu tư nhà máy điện áp mái với khả năng mà phát điện trong một năm mà chúng tôi thu là được khoảng 3,6 triệu kWh trên năm.
Và với cái đầu tư này thì hàng năm thì cái lợi nhuận của công ty dự tính là khoảng ước tính được khoảng 2 tỷ một năm. Theo đại diện công ty điện lực Hưng Yên, năm nay dự báo nguồn cung điện sẽ gặp khó khăn trong thời điểm mùa nắng nóng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Công ty điện lực Hưng Yên khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, thực hiện tốt các quy định trong chỉ thị số 20, quyết định 279 của Thủ tướng, quản lý các nguồn và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phối hợp với công ty điện lực Hưng Yên thực hiện các giải pháp để điều chỉnh phụ tải để đảm bảo trong các giờ cao điểm tránh bị quá tải cục bộ lưới điện. Các hàng doanh nghiệp cũng phải có kế hoạch sử dụng điện hợp lý, đảm bảo công suất theo đăng ký. Đối với các khách hàng mà sử dụng điện trên 1 triệu kWh một năm phải có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm tối thiểu 2% theo quy định hiện hành. Các doanh nghiệp nên áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật dây chuyền mới để đảm bảo làm sao là sử dụng điện năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Xác định rõ môi trường xanh sạch đẹp là yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Phù Cử thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Huyện phấn đấu cuối năm 2025 sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí môi trường. Cuối năm 2022, gia đình bà Trần Thị Vi tại thôn Cát Tương, xã Tống Phan là một trong gần 180 hộ tại xã được hỗ trợ 200.000 đồng từ nguồn vốn của huyện để xây dựng hố phân loại rác thải hữu cơ. Đều đặn 3 ngày một lần, bà Vi đều phân loại rác hữu cơ. Tôi thấy là việc mà phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình thì nó cũng là nhiều cái nó rất là tốt, không bị ô nhiễm môi trường. Trong gia đình nhà mình thì nó có phân mục để mình bón cho cây. Giảm thiểu được cái lượng rác ra ngoài bãi rác tập trung. Năm 25 thì xã Tông Phan là cũng sẽ cố gắng phấn đấu đạt kết quả 100% các hộ xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Trước kia nơi đây là ao nước tù đọng, nước đen ngòm, chứa nhiều chất thải từ các hộ gia đình tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa. Từ khi huyện Phù Cử phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, nơi đây đã không còn xuất hiện tình trạng hôi thối, cảnh quan môi trường cũng trở nên xanh đẹp hơn. Đến nay qua hơn một năm đi vào sử dụng thì tôi thấy là hiệu quả cũng rất là tốt, đặc biệt là trong công tác xử lý sinh hoạt của người dân. Sau khi được thu gom vào hệ thống xử lý thì nước sinh hoạt ra ngoài đã đảm bảo được độ vệ môi trường. Đến nay toàn huyện có 5 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại 5 xã là Đoàn Đào, Phan Xào Nam, Tam Đa, Nhật Quang và xã Đỉnh Cao. Trung bình mỗi hệ thống đã xử lý nước thải sinh hoạt cho khoảng 500 hộ dân. Nước thải từ hệ thống của các hộ gia đình khi đi vào hệ thống sẽ lọc, lắng cặn, hóa sinh, vi sinh. Nước thải sau khi xử lý sẽ thấy trong sạch, không có mùi khó chịu. Huyện cũng hỗ trợ 200.000 đồng một hộ để xây dựng hố xử lý rác hữu cơ. Toàn huyện có trên 19.000 hộ trên 22.000 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà, đạt trên 85%. Vừa qua, huyện đã vận chuyển và phun đảo trộn rác tại 21 bãi với khối lượng là khoảng 16.600 tấn, đạt 100% kế hoạch. Hiện huyện cũng đã lên kế hoạch xây dựng các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường từ các hộ chăn nuôi tại hộ gia đình. Theo thống kê của Sở Nội vụ, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 400 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Việc sắp xếp giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư cũng như vấn đề xác định tâm thái làm việc trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ công chức các đơn vị trong diện sắp xếp đang được các địa phương quan tâm. Thành Công là một trong 10 xã thị trấn của huyện Khoái Châu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Vừa qua, hơn 99% cử tri của xã đồng thuận với chủ trương sáp nhập. Những cán bộ công chức đang làm việc tại xã rất hiểu và đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ, một số cán bộ đã chấp nhận nghỉ chế độ hưu trí sớm. Những công chức trung tuổi thời gian đóng bảo hiểm xã hội khoảng hơn chục năm cũng thể hiện sự tích cực trong công việc.
tâm lý mọi người là cũng lo lắng công việc như thế nào. Thế nhưng mà vẫn cứ an tâm về sự chủ trương của nhà nước. Khi dồn ghép thì nhà nước cũng phải sắp xếp như nào để cho cán bộ làm việc để cho yên chí và nhiệt tình với công việc. Cơ bản các đồng chí vẫn còn thời gian công tác là dài. Đấy, cho nên là cái tâm tư đấy, của anh em ấy là cũng đề nghị là các cấp trên là quan tâm bố trí đấy, để anh em tiếp tục đấy, tham gia công tác và cống hiến. Thời gian tới, ba địa phương gồm thị trấn Vương, xã Ngô Quyền và xã Dị Chế của huyện Tiên Lữ sẽ sáp nhập thành thị trấn Vương. Dự kiến đơn vị hành chính mới sẽ có 30 công chức dôi dư. Tuy nhiên, thời điểm này, các công chức tại Ủy ban Nhân dân xã Dị Chế luôn làm việc trong không khí khẩn trương, xử lý tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm thái nhận nhiệm vụ ở một đơn vị hành chính lớn với trên 20.000 dân và trên 1.000 đảng viên. Bản thân là biết là cũng có công chức dôi dư, thế nhưng mà chúng tôi vẫn rất là giữ vững lập trường tư tưởng và sẵn sàng đón nhận cái môi trường làm việc mới. Chúng tôi chỉ đạo cán bộ công chức yên tâm tư tưởng, ngoài ra đảm bảo về quản lý nhà nước như là quản lý thực hiện tốt kế hoạch 93 của tỉnh là không vi phạm và tái phạm luật đất đai. Những công việc của địa phương thì phải thực hiện nghiêm và luôn luôn xác định là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ dôi dư. Ngày 3 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29 quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế. Sự chủ động trong công tác tổ chức sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập của các địa phương, cùng sự tin tưởng, tận tâm, tận lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ công chức sẽ góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Sáng nay, huyện Khoái Châu và Phù Cử tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện năm 2024. Các đội thi huyện Khoái Châu vận dụng tốt kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hoàn thành tốt các phần thi. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, nâng cao kỹ năng chiến thuật và hiệu quả phối hợp trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ giữa các lực lượng. Ban tổ chức đã trao 9 giải cho các đối tượng, trong đó giải nhất lý thuyết thuộc về đơn vị xã Nhuế Dương, giải nhất thực hành thuộc về đơn vị xã Hàm Tử, giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Liên Khê. Tham gia hội thi của huyện Phù Cử có 14 đội thi của các xã thị trấn tham gia trải qua 2 phần thi. Phần thi lý thuyết hỏi đáp kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành, các đội thi phối hợp thực hiện các kỹ năng chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà đi ở, kết hợp với sản xuất kinh doanh khi xảy ra tình huống cháy nổ. Kết thúc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Đình Cao, cùng 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội xuất sắc. Do không có tiền trả nợ nên một người dân đã báo tin giả bị cướp tài sản cho công an để lấy tiền trả nợ. Ngày 6 tháng 5 năm 2024, Công an phường An Tảo, thành phố Hưng Yên nhận được tin báo của anh Đỗ Văn Ba, thường trú tại phường An Tảo, về việc khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, anh trai của anh là anh Đỗ Văn Độ, trú tại khu phường An Tảo, đang làm nghề giao hàng cho một doanh nghiệp trên đường đi giao hàng về gần nghĩa trang thuộc tổ dân phố An Bình, thì bị một nhóm nam thanh niên đi xe mô tô chặn xe, dùng vật cứng đánh vào vùng đầu phía sau gáy, làm anh Độ bị ngất. Khi tỉnh dậy, anh Độ phát hiện bị mất hơn 43 triệu đồng. Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh, đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, anh Độ đã đến cơ quan công an trình báo đó là tin giả nhằm mục đích dùng số tiền trên để trả nợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đang củng cố hồ sơ và xử lý người có hành vi báo tin giả theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.